Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của anh Thành cũng như là Thăng Long Car. Và lâu lắm rồi thì Bảo Anh cũng như là anh Thành xuất hiện cùng nhau để cùng đưa đến các bạn một cái siêu phẩm vô cùng đẹp. Và cái điều đặc biệt đấy thì sẽ xuất hiện ngay ở trong cái clip ngày hôm nay, đúng không anh? Đúng rồi, anh mời Bảo Anh cũng như người xem trên kênh ngắm nhìn hai chiếc xe mới đổ bộ đến showroom Thăng Long Car, địa chỉ 70 Trương Công Giai. Bảo Anh ơi, đây là chiếc xe gì nhỉ? Mà thời gian vừa rồi anh em mình bán rất là nhiều Bảo Anh. Đây là hai chiếc xe RX 300 thế hệ thứ tư, đúng không? Thế hệ thứ tư. Và nó có một cái điều đặc biệt, đó chính là cái màu sắc. Dạ, cái màu sắc mà em cũng để ý nhá, là trong cái thời gian vừa rồi bên Thăng Long Car chúng ta bán rất nhiều cái màu này. Các bạn nếu mà theo dõi trên kênh ở những cái tập vừa rồi nha, các bạn để ý là Thành đã trực tiếp review một chiếc RX 300 2021 29.000 cây đã bàn giao về Ninh Bình. Dạ. Chiếc tiếp theo khách hàng vẫn nhầm là một chiếc RX 300 2021 nữa, nhưng đi 32.000 cây, cũng ngày mai chuẩn bị về với mảnh đất Bắc Ninh. Và ngày hôm nay Thăng Long Car, em Thành và Bảo Anh lại về tiếp hai chiếc xe RX 300. Thì có điều gì đặc biệt ở hai chiếc xe RX 300 này? Anh mời Bảo Anh, anh nhường lời cho Bảo Anh. Hai chiếc xe RX 300 này thì về cái thiết kế bên ngoài, tất cả thông số đi, em nói cho anh về thông số đi, về đời xe đi, nó sẽ khác. Thì cái thiết kế bên ngoài nó sẽ giống nhau, nhưng mà chiếc bên phía anh đang đứng là chiếc RX 300 sản xuất năm 2022 bạn nhá. Và một chiếc đây bên cạnh mình đây là chiếc RX 300 sản xuất năm 2021. Chiếc sản xuất năm 2022 hiện tại là đã đi được 26.000 km, 26.000 cây. Còn bảo hành chính hãng tới 29 tháng 4. Xin nhắc lại là thời gian bảo hành chính hãng còn tới 29 tháng 4 năm 2025. Và trên bên cạnh Bảo Anh đây là đã đi được 37.000 km, 37.000 cây. Và năm nay cũng là năm kết thúc cái thời gian bảo hành. Dạ vâng. Với Lexus thì một thương hiệu xe nhập khẩu đến từ Nhật, thiên về độ bền, lành, êm ái, thì dẫu có hết thời gian bảo hành thì chiếc xe nó vẫn rất là bền bỉ. Bây giờ anh muốn mời Bảo Anh review cho anh những điểm đặc biệt của chiếc xe RX 300 2021 trước. Dạ. Rồi phần sau video chúng ta mới lướt đến và tìm hiểu đến chiếc RX 300 2022. Chiếc 2021 này, anh nghe nói rằng là chủ xe là một người rất chăm sóc giữ gìn. Người ta đã trang bị cho chiếc xe rất nhiều điểm đặc biệt. Đúng rồi. Anh thấy cái bề mặt sơn nó có điều đấy gì đó mịn màng lắm. Dạ. Thật sự là em cũng vô cùng nóng lòng mà muốn chia sẻ cái điều này đến với tất cả quý anh chị và các bạn. Thì đấy, như anh đã cảm nhận đâu, cái bề mặt sơn mà em với anh đang sờ đây này, là chủ xe là đã dán toàn bộ PPF, toàn bộ xe. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ chủ xe là một người vô cùng yêu cũng như là giữ gìn chiếc xe này. Ngoài cái PPF này thì xe được trang bị là sao? Là bậc lên xuống. Dạ vâng, bậc lên xuống này. Được trang bị là camera 360. Đúng rồi. Safe view. Một cái trang bị mà rất nhiều khách hàng lựa chọn dòng RX 300 vô cùng quan tâm. Đây, phía trước cũng có logo 350 đây, cũng có cái camera đây. Và chia sẻ với mọi người là cái hệ thống an toàn camera 360 safe view này do công ty Thiên Minh, một công ty khá nổi tiếng chuyên trang bị những option cam 360 cho những khách hàng của Lexus. Và một bộ cam 360 này khách hàng sẽ phải cần bỏ ra số tiền là không dưới 25 triệu đồng. Chính xác. Chưa kể đến nếu chúng ta để ý một cái đồng hồ cảnh báo lệch làn trong hệ thống an toàn cảnh báo va chạm trước Mobileye cũng của công ty Thiên Minh trang bị, thì bộ này cũng trên dưới 10 triệu nhá. Vậy nên anh xin nhấn mạnh lại với Bảo Anh cũng như người xem rằng là đây là một chiếc RX 300 với đầy đủ option nhất trong những xe mà Thăng Long Car chúng tôi bàn giao ra. Chưa kể một bộ phim kính chính hãng nữa, tối màu. Chính xác. Làm cho những ngày hè oi bức và cái khả năng riêng tư khi quan sát. Đây nữa Bảo Anh ơi, Bảo Anh mở cửa bên trong sẽ thấy một bộ thảm sàn 5D 2021 này. Mắt camera 360 đây. Bộ ghế đẹp như thế nào này Bảo Anh? Cái điểm mạ chrome mà ở chỗ bậc lên xuống là anh khách hàng anh cũng dán nhá. Dán để tránh trời bị xước này. Thật sự là nếu mà khách hàng nào mà mua được chiếc xe và sở hữu chiếc xe này thì đúng là phải cảm ơn đến khách hàng đầu tiên rồi. Bên này thì còn siêu nhá, không phải là dán, bên đây là siêu giữ nguyên luôn của nhà sản xuất. Chiếc xe này là chạy được 37.000 đấy nhá, 37.000 cây. Dạ. Với phiên bản này thì ở nhiều video anh có nói với mọi người rồi Bảo Anh ạ. Dạ. Tức là mặc dù là một phiên bản đàn em của RX 350 trang bị động cơ 2.0 tăng áp, thì cái động cơ này nó sẽ êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Dạ. Tuy nhiên nó lại được trang bị những cái option đáng kể và đầy đủ như là hệ thống làm mát ghế, sưởi ấm hàng ghế sau, hàng ghế sau ngả điện, Và ở phiên bản RX 350 Premium mới bây giờ cũng không có những cái rèm cơ chắn nắng như thế này. Và đặc biệt hệ thống treo của nó không còn là hệ thống treo thích ứng điện tử AVS. Thế còn bộ mâm? Bộ mâm là cái mà em rất thích này, bởi vì là theo em biết con này là mâm rỗng. Đúng rồi, đúng không anh? Nó là viền vành đúc rỗng thì chính xác hơn. Cái viền vành này này, viền vành là đúc rỗng. Em hay gọi là mâm rỗng đấy. Đúng rồi, không cho âm thanh nhiệt độ truyền qua, cho tăng khả năng cách âm chống ồn em nó tốt hơn. Nhưng mà khi mà ngồi ghế, cái ghế này nó sẽ thích hơn đời mới, bởi vì chất liệu cái da là da semi-aniline. Đây, nếu ai ngồi hàng ghế sau người ta sẽ buồn tay người ta bóc ngay, nhưng đây là dấu hiệu của một chiếc xe mà hàng ghế sau gần như ít người ngồi. Ngoài ghế căng mới, đẹp, thơm thì đây, cái ni lông, cái siêu ở hàng ghế sau, ở cái phần tì tay mở cốc cũng chưa bóc. Mặc dù đã ra RX thứ 5 nhưng không hiểu sao cái form dáng của RX này vẫn rất ăn khách, là vì nó là cái sự phù hợp tổng thể hài hòa của yếu tố sang trọng, lịch sự. Đây, người chủ cẩn thận, người ta sẽ mua cái lót cốp này đây, đặt các hành lý lên là không bị bẩn, không bị ướt đây, không bị hôi hám đây. Bởi vì là ở dưới này nó là lớp nỉ này, cho nên nếu như mà đặt những cái đồ mà nó có nước ấy, nó sẽ ngấm vào đây và khá là hôi. Đó, anh xem cái lốp dự phòng còn rất mới, chưa hạ rồi. Cái lốp này thì mọi người mua xe đời này gần như rất ngại hạ, bởi vì hạ là lắp nó bị lệch lốp mà gần như người ta sẽ xử lý ngay trên đường. Nguyên bản nhá, nguyên bản hết rồi, cẩn thận quá nhỉ, xe mới quá. Anh ấy còn độ thêm một số 5 đúng không? Số 5 mà thế à? Em nói anh mới để ý nhá. Bởi vì nếu anh nhìn từ bên ngoài, ngày trước anh có chia sẻ với các khách hàng rằng là phân biệt 300 hay 350 thì nhìn vào đuôi xe là 5 hay là số 0, hay là nhìn vào cái camera trước nó có không. Thì xe này thì nó phải giống đến 99,9% chiếc 350 rồi. Thật sự đấy, không xem động cơ có khi không biết đâu, đẹp quá, không xem đăng kiểm không biết đâu. Và ưu điểm các bạn nhá, phần PPF Thành và Bảo Anh chưa chia sẻ, những chiếc xe dàn PPF sẽ có khả năng chống sức răm, tăng độ bóng, tăng cái độ mới lâu của cái vỏ xe, chống khỏi những cái xung hại của môi trường. Thôi thời gian cũng đã miên man hơi dài rồi, anh muốn mời Bảo Anh chúng ta nóng lòng để nói về chiếc 22. Có lẽ rằng là nếu về thị trường xe RX 300 đã có sử dụng trên thị trường, chúng ta sẽ thấy nhiều về phần thế thứ tư sẽ là 2020, 2021. Nhưng 2022 thì đây là lần đầu tiên anh gặp. Bởi vì năm 2022 thì ảnh hưởng bởi chip bán dẫn và phụ tùng bị thiếu, cho nên cái lượng xe 2022 bán ra thị trường xe mới cũng đã ít, cho nên thị trường xe đã có sử dụng phải nói là hiếm có, khó tìm. Thì chiếc 2022 này, như ở đầu video Thành có nhấn mạnh với mọi người xem rằng là thời gian bảo hành còn kéo dài tới 29 tháng 4 năm 2025. Và chiếc xe này option có gì Bảo Anh ơi? Theo như em lắp thêm nhá, thì option thêm của chiếc này là bộ phim sáng kính này, phim cách nhiệt chính hãng này. Đúng rồi, nó có thêm bậc lên xuống, bậc giẫm này. Đúng rồi anh ạ. Vành mâm còn mới quá. Và ở bên trong xe xem nào, xem khách hàng có trang bị cái bộ thảm không? Ồ, thảm theo xe thôi, không phải thảm 5D. Nhưng đây lại một trong những dấu hiệu của những người đi xe rất ít đây. Chiếc xe này chạy mới có 26.000 cây. Và những cái vị trí tem bóc ở cửa vẫn chưa bóc. Sản xuất 2022, em camera quay vào đây giúp anh. Mới quá, ghế còn đẹp quá. Cái ghế semi-aniline này, sau này ai đó mà dùng mà nhỡ xuống màu bẩn một chút thì chỉ cần vệ sinh qua là sạch, là mới, là thơm tho ngay. Trời ơi, anh em mình may mắn quá. À, có một điểm nhỏ nữa nhá, chủ xe này là một người yêu công nghệ này. Các bạn ấy đã đầu tư cái van đầu chụp van lốp CNC của Lexus chính hãng này, rất là chơi nhá, rất là đẹp nhá. Đấy, đẹp đấy. Tạo điểm nhấn dù nhỏ thôi nhưng nó cũng là điểm nhấn đúng không? Đậu ở đâu mà không trông là những cái bác chủ xe khác lại thích, lại nghịch lại lại sưu tầm đấy. Cái xe này cũng độ chữ 350 phía sau rồi. Đúng rồi anh ạ, cũng độ lên. À đây bác này còn có bộ thảm sàn 5D. Có chuẩn thảm à? Cũng có thảm các bạn này. Đây, bộ thảm. Ai mua chiếc xe này thì Thành và Bảo Anh tặng lại luôn chủ sau cái bộ thảm 5D này luôn. Ôi, tình trạng xe quá đẹp rồi. Anh em mình lên phía trước để cùng ngắm nhìn và trao đổi lại thông số chiếc xe này đi. Có lẽ người xem cũng đã quá là cuốn với chất lượng và cũng như hình thức chiếc xe này. Bản thân em còn đang mê mẩn đây này. Anh còn nói vui khách hàng của anh rằng là có lẽ đến với Lexus thì đến với Thăng Long Car chuyên về Lexus thì có lẽ chỉ bàn về giá thôi, chứ không nên bàn về chất lượng nữa rồi. Thì chúng tôi khi đưa một chiếc xe này về đây thì ngoài kiểm tra về lịch sử hãng, bảo dưỡng cũng như pháp lý cũng như chất lượng của chiếc xe, toàn bộ về khung rằng động cơ hộp số, tất cả là những chiếc xe đẹp. Chúng tôi không kinh doanh những chiếc xe mà nó có những cái vết tích về va chạm đến khung rằng động cơ hộp số hay là xe nó có những cái lỗi lầm lớn là chúng tôi sẽ không kinh doanh. Điện đó là sẽ không được mua. Và xin nhắc lại, Thăng Long Car, địa chỉ 70 Trương Công Giai đã về một chiếc RX 300 sản xuất 2021, đã đi được đã đi được 37.000 km. Và bên này là chiếc RX 300 sản xuất năm 2022 đã đi được 26.000 km. 26.000 km. Dạ. Minh Thành và Bảo Anh đến từ Thăng Long Car xin hẹn gặp lại quý vị các bạn ở video tiếp theo. Nếu mà các bạn mà có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về hai dòng xe này, hãy nhấc máy lên gọi ngay cho bọn mình nhá. Rồi. Và bọn mình sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về hai chiếc xe. Rồi, bây giờ thì Bảo Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.